Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học React JS cho người mới bắt đầu Và trong video này mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu cái ông thần Redirect trong React JS nha Ok bây giờ mình bắt đầu thôi Rồi, thỉnh thoảng mà các bạn có nhu cầu kiểu là mình sẽ Redirect từ một cái Real Routing này sang một cái Routing khác ha Từ trang này sang trang khác Thì mình làm như thế nào? Thì mình sẽ dùng ông thần Redirect các bạn nha Thì cách sử dụng khá là đơn giản luôn Thứ nhất là Redirect này nó được sử dụng à, nằm bên trong thằng Switch nha các bạn cái số 2 là khi mà bạn redirect từ cái một thằng tới một thằng nào đó bạn dùng từ from tới cái to ha Và mình có thể kết hợp với thằng exact Rồi ví dụ như mình nói là từ from cái này to cái này ý nghĩa nó là như thế nào Nếu mà bạn để from to như thế này mà không cái exact tức là gì các bạn Chỉ cần nó bắt đầu bằng siệt home thôi sau đó nó có thể là xuyệt thêm ABC gì đó Nói chung bất cứ xuyệt cái gì đi chăng nữa Đằng sau chỉ xuyệt home Thì nó luôn luôn trả về dấu dấu xuyệt, được chưa còn nếu bạn mà chữ exact thì nó chỉ match cái xịt Home thôi tức là khi nào bạn vào xịt hôm nó mới chuyển về cái dấu xịt còn nếu bạn vào xịt hôm B abc thì nó không có đi về cái cái dấu xịt này ok các bạn ha như vậy không có exact là gì các bạn nó chỉ cần bắt đầu bằng chữ xịt bằng chữ cái bằng cái from thôi là nó sẽ chuyển về cái tu còn cái exact là nó phải bằng cái from thì nó mới chuyển về cái tu ok các bạn ha ngoài ra nếu như các bạn mà muốn là gì các bạn uh, có cái tham số ở trên URL nó vẫn di chuyển được nha các bạn nha ví dụ lúc trước mình có là post list rồi 2 chấm post id đi ha thì mình sẽ chuyển về là post rồi 2 chấm id chẳng hạn ha thì lúc đó là cái boss uh, cái id này vẫn được giữ nguyên ha rồi thử nào bây giờ mình sẽ thử ở trong cái app của mình ha đây hiện tại mình đang có những này thì bây giờ mình ví dụ như là mình thử cái trường hợp uh, routing ha rồi để mình zoom to lên chút xíu nữa Rồi bây giờ mình sẽ có thông thần redirect nè Bây giờ ông thần redirect này mình muốn là đi từ cái from à, là cái sweet home đi ha Tới cái, cái to là cái dấu sweet của mình đi ha Rồi có thử chuyện gì xảy ra nha Ok thì bây giờ mình sẽ gõ trên uh, cái trình duyệt của mình là sweet home các bạn thấy là nó đi nó sẽ trả về cho mình là cái dấu xiệt này về trang chủ này. Ví dụ mình gõ xiệt home, xiệt abc gì đấy, nó cũng đi về luôn. Các bạn thấy mặc dù mình chỉ khai báo là xiệt home thôi, do là mình không có xài giác đó các bạn. Tuy nhiên khi mà các bạn đưa exact vào. À, đưa exact vào. Rồi thì lúc này bạn gõ là xiệt home, xiệt abc gì đấy, lúc này là các bạn thấy rõ ràng là nó không có bị đẩy về cái trang trang chủ ha. Mà đến khi à, mà khi nào bạn gõ xiệt home chính xác xiệt home luôn á thì nó mới về về cái trang chủ. Ok không? đó đó là tác dụng của thằng exact các bạn ha ok rồi ngoài ra thì bạn hoàn toàn có thể làm cái dạng là gì các bạn nó có cái tham số ví dụ lúc trước của mình là đang xài cái link là boss list boss uh, uh, id chẳng hạn đi ha bây giờ mình muốn chuyển sang một cái url mới là post rồi uh, 2 chấm post id ha rồi thì như lúc này khi mà bạn gõ trên này ha post list rồi sau đó là bạn gõ là 123 đi Thì lúc này nó sẽ chuyển về cái link là Post có S 123 Đó thấy không thấy không thấy không Ok ha Ây da để mình thiếu dấu xịt ở đây <laughs> Hơi lạ Rồi lại nha Đó các bạn thấy không Nó nó vẫn giữ như được cái tham số 123 cho mình Nó không có bị mất ha Cái post list 123 nó chỉ ở về cái post 123 các bạn ha Đấy thì đó là cái cách mà mình sử dụng redirect ha Thứ nhất là bỏ trong cái thằng switch Cái số 2 là dùng from to và kết hợp với exact nếu còn Được chưa? Phân biệt giúp mình giữa có exact và không không có exact và có exact nha các bạn nha Và đồng thời là các bạn có thể truyền thêm cả cái cái path params vào trong cái redirect này nữa Ok các bạn ha Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video này Hy vọng vào video này bạn đã biết cách sử dụng ông thần redirect nha các bạn nha Ok Cảm ơn các bạn và hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nha